Chào các bạn, quay trở lại video tô màu của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về nhà thám hiểm Dora nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc của Dora bằng màu vàng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc áo nha các bạn. Mình sẽ tô chiếc áo bằng màu đỏ nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc quần. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu dây giày. Mình sẽ tô màu số 4 là áo của chú trâu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc áo.
Tiếp theo thì mình sẽ tô màu quả báo nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc vòng tay của gia đô nha các bạn. Và trên tay mình đây là bức tranh về ngày thám hiểm Dora, mình đã tô màu xong rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên đã đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.